chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì giọng mình hơi khàn một chút, mà kiểu trận này mình lại đi solo nữa. Đấy, ở trên cầu trượt này có người bác sĩ à? Ôi trời ơi, giật cả mình. Tại sao nhiều survival thích jump scare hunter thế nhỉ? Thỉnh thoảng mình có thử kiểu đặt gương one tap ý, nhưng mà thật sự là cái khoảng cách mình đặt gương one tap, nếu mà ở càng gần thì bạn đặt gương one tap càng sai, càng fail ấy. Cho nên thật sự là cái việc mà one tap nó phải có một cái khoảng cách nhất định thì đặt gương nó mới gọi là chuẩn được. Tại là trước giờ mình ít khi đặt gương one tap, nhưng mà mình thấy nhiều pro madam chơi đặt gương one tap hay ý, nên mình cũng muốn thử. Mỗi tội là tùy lúc được lúc không, và mình fail hơi nhiều đó. Mọi người thấy chưa, gương quan tác của mình đó, bắt buộc phải xoay gương để chém mà. Tại vì khi mà gương quan tác á, là mình, nếu mình không nhầm thì cái chân của cái gương nó sẽ đặt ở trung tâm màn hình, mà nó không có một cái điểm gì cho mình canh hết, nó không có một cái điểm gì ví dụ như một cái dấu gạch ngang hay gì đấy cho mình canh, cho nên là hầu hết là nó sẽ bị hơi xa quá so với cái tầm mình muốn đặt. Đấy, nếu mà canh gương như này nó lại khá là dễ. Ui dồi, đông vui thế mà chém không trúng ai cả. Mà đặt hơi quá tầm. Xoay sang lấy con robot. Trận này thì mình mang tele để cam ghế thôi. Nói chung bọn mình xác định là sẽ cam chết. Mình nghĩ là phải cam chết chứ không phải xác định nữa. Bởi vì các bạn mình cũng không biết là bạn kia có muốn cam chết không, nhưng mà bản thân mình chơi thì mình vẫn muốn là cam chết. Bởi vì 8v2 mà các bạn chỉ cần để ra cho nó thở. Cứ lên ghế thay là y như rằng. Ồ, bạn này có bóng và cả nước hoa nữa. Không vào ghế kịp rồi. Lần này không vào ghế kịp. Ok, đốc tử thì nghĩ một lần bay luôn, chết không đẻ trứng. Tại vì con đốc tử trong 82 nó cực, nó heal cực kỳ nhanh luôn. Ồ, nước hoa đâu? Nó heal cực kỳ nhanh luôn mà mình không muốn nó kiểu... Ôi, giật cả mình. Lấy chiêu luôn nha mọi người. Trong 82 thì mọi người mắc chiêu càng sớm càng tốt thôi. Với một số con madam thì còn dễ, chứ một số con thì nó cũng hơi là khó. Mình sẽ ra đây để support bạn vô trang vì thấy có vẻ hơi khó khăn rồi. Súng hơi nhiều. Để đông vui. Cái bộ hitbox, cái hitbox của bộ này hơi phèn nha mọi người. Ăn đầu mình tưởng là nó ngon, nhưng mà thật ra nó rất là phèn. Hôm trước mình có ngồi test với trong tập luyện mà test với bot đi, thì đứng bên cạnh nó chém, đứng ngay cạnh nó chém cũng không trúng luôn. Trừ khi các bạn phải gọi là chém đúng vào cái survival đấy. Nói chung là mình cũng không chắc là cái mức độ bao nhiêu, nhưng mình thấy nó cũng không ngon lắm. Chơi 82 thì nhất định là phải mua thuốc nha. Quên mua thuốc hoặc là không thể mua được thuốc thì các bạn chạy không lại survival đâu. Với cả là nếu các bạn hỏi bộ nào ngon nhất thì lúc nào cũng là Blue Bat hết. Cái skin S đi tự đầu tiên của cái sai bộ đấy là hitbox ngon kinh khủng luôn. Mình cũng không hiểu tại sao, hoặc là cái cảm giác hitbox thôi. Mặc dù đúng là theo lý thuyết là tất cả các skin nó đều hitbox giống nhau, bởi vì nó là code mà, nhưng mà kiểu cái từng bộ mình chơi nhiều mình sẽ có cái cảm giác là bộ nào chém ngon hơn bộ nào. Ôi là bán lỗi rồi. Tại vì mình có full skin madam nên mình chơi hết tất cả các bộ, kể cả skin B, skin C luôn. Mình chơi hết thì mình thấy là... Đấy, cái Blood Bath ấy nó vẫn là xịn nhất. Vừa đẹp vừa xịn. Nhưng mà vì nó là skin limited cho nên là bây giờ chỉ có thể mua ặc mới có được thôi. Nhớ mua thuốc nha mọi người, cứ đủ tiền là đi mua thôi. Ví dụ 7.000 mấy thì cứ lên 8.000 để các bạn không tốn một lần mua.
Ôi, tầm này chết 4 người rồi. Tại vì trận này mình không có khôn đi, nên đoạn này mình tua nhanh luôn cho đỡ mất thời gian. Bởi vì còn 4 người 4 máy thì chắc chắn là bên survival không thể thắng được nữa rồi. À, hôm vừa rồi mình có kiểu test nhanh Covid đi, kiểu mình mua cái kit test về ý. Mình sợ chọc mũi cho nên là mình mua cái kit test nước bọt ý. Thì phải lấy cái gọi là cái dịch ở họng, cái nước bọt sâu trong họng ý, thì phải khạc ra các kiểu. Nhưng mà nó vẫn đỡ, nó vẫn dễ chịu hơn là các bạn phải chọc mũi. Nếu mà ai chọc mũi nhiều thì chắc mọi người cũng biết là nó khó chịu như thế nào. Ôi ôi, nhiều súng đấy. Thì cái mình, tại vì mình hắt hơi sổ mũi và có bị đau họng 2 hôm liền, nhưng mà 2 hôm sau thì hết, nhưng mà vẫn hắt hơi sổ mũi nên mình cũng hơi lo. Rồi mình Google thì nó cũng là một trong những dấu hiệu, tại vì mình tiêm đủ 3 mũi rồi, mình tiêm đủ 3 mũi rồi cho nên là mình không có sợ cái việc là mình sẽ bị nặng ấy. Nhưng mà nếu mà cần xác định thì vẫn nên test. Ôi, cái hầm nó mở rồi kìa, nhảy hầm luôn rồi. Ok, một người thoát với cái hầm. Mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Ôi rồi em ơi, chỉ bị bully em ơi. Ở đâu quay được ấy. Xuống hầm. Mỹ nhân được cứu kìa. Mất dấu của Mỹ nhân rồi. Trời ơi. Ôi, nó đi đâu ấy, bực thế nhở. Sao không cam con mỹ nhân đi. Nó giải máy bên kia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hay quá. Hảo Bram. Con này cầm xà beng này. Trời. Con bác sĩ cầm xà beng ấy. Hầm với chúng tôi này. Tham lam là còn cái nịt. Còn mỗi bơ vương mơ thôi. Nó đợi tên le ra để nó bắn súng.